Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khả năng phục hồi. Làm thế nào để bạn giải thích khả năng phục hồi? Khả năng phục hồi là khả năng chịu đựng nghịch cảnh và phục hồi từ các sự kiện khó khăn trong cuộc sống. Kiên cường không có nghĩa là mọi người gặp căng thẳng, biến động cảm xúc và đau khổ. Khả năng phục hồi và ví dụ là gì? Định nghĩa của khả năng phục hồi là một ai đó hoặc một cái gì đó bật trở lại hình dạng hoặc phục hồi nhanh chóng. Một ví dụ về khả năng phục hồi là đàn hồi được kéo căng và trở lại kích thước bình thường sau khi được thả ra. Một ví dụ về khả năng phục hồi là người bệnh nhanh chóng khỏe mạnh. Khả năng phục hồi là gì và tại sao nó quan trọng? Khả năng phục hồi rất quan trọng vì nhiều lý do. Nó cho phép chúng ta phát triển các cơ chế bảo vệ chống lại những trải nghiệm có thể quá sức. Nó giúp chúng ta duy trì sự cân bằng trong cuộc sống trong những giai đoạn khó khăn hoặc căng thẳng, và cũng có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự phát triển của một số vấn đề và khó khăn về sức mạnh tâm thần. 5 kỹ năng của khả năng phục hồi là gì? 5 kỹ năng phục hồi căng thẳng chính. Thứ nhất, tự giác. Thứ hai, chú ý, linh hoạt, ổn định, trọng tâm. Thứ ba, buông tay, thể chất. Thứ bốn, buông tay, tinh thần. Thứ năm, tiếp cận và duy trì cảm xúc tích cực. Kỹ năng phục hồi là gì? Khả năng phục hồi là yếu tố quả bóng cao su, quả năng bật lại trong trường hợp nghịch cảnh. Một cách đơn giản, khả năng phục hồi là khả năng để đối phó và tăng lên không thể tránh khỏi những thách thức, khó khăn và xét lưng bạn gặp trong quá trình cuộc sống của bạn và trở lại mạnh mẽ hơn từ họ. Là khả năng phục hồi là một kỹ năng sống phải không? Khả năng phục hồi là khả năng của chúng ta để lấy lại hình thức ban đầu và phát triển và hoàn thành tiềm năng bất chấp nghịch cảnh hoặc hoàn cảnh khó khăn. Khi tình huống cuộc sống thoát khỏi tình trạng khó khăn, đó là một phẩm chất và kỹ năng chúng ta cần nhất để giúp chúng ta vượt qua kỳ khó khăn. Khả năng phục hồi là một kỹ năng hay chất lượng? Khả năng phục hồi là một kỹ năng đặc biệt bởi vì nó được xác định bởi triển vọng và phản ứng. Đó là một chế độ tự nhiên thích nghi, giải phải được phát triển dần dần bên cạnh các kỹ thuật để cải thiện phản ứng ban đầu của một người đối với điều gì đó xấu hoặc không mong muốn. Làm thế nào để bạn xây dựng khả năng phục hồi căng thẳng, xây dựng kết nối của bạn? Thứ nhất, ưu tiên các mối quan hệ kết với những người đồng cảm và thấu hiểu có thể nhắc nhở bạn rằng bạn không cô đơn giữa những khó khăn. Thứ hai, tham gia vào một nhóm. Thứ ba, hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Số bốn, thực tập nhắm chấp niệm. Thứ năm, tránh các cửa hàng mục tiêu cực. Thứ sáu, giúp đỡ người khác. Thứ bảy, được chủ động. Thứ tám, hướng tới mục tiêu của bạn. Làm thế nào để một người kiên cường cư xử? Những người kiên cường nhận thức được các tình huống, phản ứng cảm xúc của chính họ và hành vi của những người xung quanh. Để quản lý cảm xúc, điều cần thiết là phải hiểu những gì gây ra cho họ và tại sao. Bằng cách nhận thức còn lại, những người kiên cường có thể duy trì kiểm soát tình huống và nghĩ ra những cách mới để giải quyết vấn đề. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn kiên cường, bạn tin vào chính mình? Có vẻ đơn giản và rõ ràng, nhưng trên thực tế bạn sẽ không đi được rất xa nếu không có điều này. Một người kiên cường không tự phụ hay quá tự tin, hoàn toàn ngược lại. Anh thấy có một ý thức rõ ràng về tiềm năng, khả năng và khả năng đối phó và đạt được của mình đối với đặc điểm hàng đầu của những người kiên cường. Điều gì làm một cộng đồng kiên cường? Khả năng phục hồi hội đập cộng đồng. Khả năng phục hồi cộng đồng là khả năng duy trì của cộng đồng trong việc sử dụng các nguồn lực sẵn có, năng lượng, giao tiếp, vận chuyển, thực phẩm, vân vân, để ứng phó chịu đựng phục hồi sau các tình huống bất lợi, ví dụ như sự sụp đổ kinh tế trước các rủi ro thảm khốc toàn cầu. Hành vi kiên cường là gì? Khả năng phục hồi tâm lý là khả năng đối phó với tinh thần hoặc cảm xúc với khủng hoảng hoặc nhanh chóng trở lại trạng thái tiền khủng hoảng. Khả năng phục hồi tồn tại khi có người đó sử dụng các quá trình và hành vi tinh thần trong việc thúc đẩy tài sản cá nhân và bảo vệ bản thân khỏi các tác động tiêu cực tiềm ẩn của các yếu tố
gây căng thẳng. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.